Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yến Tân An ạ. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tạo màn hình kết thúc như thế nào. Có nghĩa là mình sẽ tự đề xuất cái video của mình, nó hiển thị lên cái màn hình mình đang chiếu để gửi khán giả họ xem tiếp cái video tiếp theo của mình để tăng cái lượt like và cái lượt xem ở cái video của mình nhé. Bây giờ Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tạo màn hình kết thúc. Thì đầu tiên cái màn hình kết thúc này thì chúng ta sẽ tạo nó ở máy tính, ở điện thoại thì mình sẽ không làm được. Bây giờ em sẽ vào kênh của mình nhé. Yến sẽ vào kênh của mình và hướng dẫn cho các bạn. Rồi, vào trực tiếp kênh mình. Bây giờ ở đây mình vào cái video của mình. Thì có rất là nhiều video và bây giờ các bạn hãy chọn cái bốn hoặc hai cái video nào mà các bạn thấy hài lòng nhất và mong muốn người xem cái video đấy nhiều nhất thì các bạn hãy chọn cái video đấy. Yến ví dụ Yến sẽ vào một cái này đi, cái này thì Yến chưa 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 để cái màn hình kết thúc vào đây nên Yến sẽ làm một cái này cho các bạn xem luôn. Mình sẽ mở cái video của mình ra. Mở cái video của mình ra và khi chúng ta mở ra thì ở đây này, ở phía dưới cái video ở đây là có thông tin cài đặt này. Ở đây là có màn hình kết thúc và chú thích này. Đây thẻ này. Đây là phụ đề và ở đây chúng ta sẽ thêm màn hình kết thúc, chúng ta sẽ bấm vào đây. Vào cái chỗ này này. Ở đây thì nó sẽ ra cho mình một cái khung khung sẵn là nó cho phép mình sẽ thêm cái màn hình kết thúc ở trong cái khung này này. Cái chỗ sọc sọc này các bạn có thấy không? Nó có chỗ sọc sọc này này. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng mẫu vào đây, vào cái chỗ thứ nhất là xem này, thứ hai sử dụng mẫu này. Thứ ba là nhập từ video, chúng ta sẽ vào cái sử dụng mẫu này. Ở đây thì nó có nhiều mẫu là nó cho phép mình thêm một video này vào màn hình kết thúc ở phía bên tay trái hoặc phía ở giữa hoặc trên góc hoặc phía bên tay phải đây. Thì rất là nhiều thì Yến sẽ chọn một cái đấy là hoặc là thêm hai video này vào cái màn hình kết thúc này hoặc là thêm bốn video. Đây có rất là nhiều mẫu mình có thể chọn cho cái video của mình nó hiển thị ở góc nào trên cái video đang đang phát đấy. Thì bây giờ Yến sẽ chọn bốn cái video đi, mình bấm vào đây rồi mình tích vào cái dấu chọn này này đấy. Rồi ở đây thì nó ra bốn cái video này và mình có thể là chỉnh cho cái video này nó ở trong khung, mình chỉnh ra một chút này để khỏi khỏi nó khỏi khuất cái mặt của mình đúng không? Đấy, cái dưới này cũng thế đấy. Rồi bên này nữa. Đấy, các bạn bấm vào đây. Đấy, rồi xong mình đã chọn bốn cái video này để hiển thị ở cái những cái giây cuối cùng khi mình chào tạm biệt chào khi mình kết thúc video ấy thì bốn cái video này nó sẽ hiển thị lên ở đây và sẽ gợi ý cho những người xem để họ có muốn xem tiếp những cái video nổi bật của mình tiếp không. Đấy, đấy là chúng ta sẽ vào phía bên này. Bên này là chọn một video hoặc là danh sách phát. Thì các bạn có thể chọn danh sách phát vào đây hoặc là một cái video vào đây. Thì ở đây thì các bạn ở đây có cái bút hình cái bút này này. Đấy, mình sẽ bấm vào một cái. Đấy. Và sau nó sẽ ra tất cả những cái video của mình. Tất cả những cái video của mình thì mình thấy cái video nào nó nổi bật và mình thấy hài lòng nhất thì mình chọn cái video đó để làm cái màn hình kết thúc.
Ở đây thì Yến sẽ chọn một cái á, Yến ví dụ cái này Yến hài lòng thì Yến sẽ bấm vào đây, rồi mình sẽ tích vào nút lưu này đấy, rồi thì nó đã hiển thị lên màn hình rồi đúng không, hiển thị lên màn hình rồi. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ sang tiếp theo nữa chúng ta sẽ chọn cái video thứ hai. Ở đây các bạn tích vào cái bút hình cái bút đấy, các bạn thêm một cái nữa là cái này đi. Rồi, tích lưu này. Đấy. Rồi, là cái thứ hai nó đã hiển thị lên đây. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn tiếp cái thứ ba này. Đây, Yến chọn là cái cách chữa hết lông sâu này. Rồi, các bạn tích lưu này. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa, các bạn chọn một cái nữa. Ở đây, rồi các bạn các bạn tiếp nào, hành tăm mình sẽ chọn một cái hành bảo quản hành tăm mình đã làm này, tích vào đây, rồi các bạn tích lưu này. Rồi đây là bốn video đã hiển thị lên màn hình của mình, và bây giờ chúng ta sẽ đã hiển thị lên cái video của mình, và các bạn muốn xem là nó chạy như thế nào ấy thì các bạn hãy bấm vào cái chữ xem trước trên này này, cái chữ xem trước này này các bạn bấm vào đây và để xem là nó chạy, nó cảm thấy nó cân đối chưa ấy. Đấy. Và khi các bạn đã thấy hài lòng, đã thấy cân đối rồi thì các bạn hãy ấn vào chữ lưu bên này này. Đây, lưu ở bên góc này này, các bạn hãy lưu nó lại. Sau đấy, đấy lưu nó lại, nó đang lưu. Rồi lưu được rồi thì mình sẽ thoát nó ra bởi vì nó đã hoàn thiện xong xuôi rồi. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này của Yến. Nếu các bạn thấy cái video này thì nó hay hoặc là hữu ích thì các bạn hãy cho Yến một nút like và đăng ký kênh để ủng hộ Yến ra nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.